Thì sáng sáng Thư Phan hay dạo vườn, xem nó tự tưới tự động, cầm ly cà phê nhâm nhi Thư Phan rảo một vòng, rồi Thư Phan sẽ quay lại. Bữa nay Thư Phan nhổ một ít cây, để cho ông anh trồng ở gần. Ông trồng các loại, mỗi thứ một ít một ít. Phan quay về nhà một vòng thôi. Buổi sáng rất là bình yên của chú anh chị em, tiếng chim hót thế này thế kia vui. Thì Thư Phan có 6 cây ớt như Thư Phan có quay video cho cả nhà cô chú anh chị em coi rồi. Thì bữa nay có ông anh ở gần, ông hỏi có gớt không. Thì những cái gốc hạt á Thư Phan xe hết rồi, giờ còn gốc 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 bự không à, cho nên là bữa nay Thư Phan đào mới có năm rồi thôi mà bây giờ nó gốc nó gì nè cô chú anh chị em, chịu nổi nó không, nó bự quá trời luôn á. Đào cho ông anh 2 cây, hy vọng là đúng là được là cái mà giờ không biết đào ổn không nè, cái gốc nó bự quá dã man. Tôi phan thì hụt nãy giờ đó mà mới có tới đó thôi à, để coi coi đào nổi nó không thì mới 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 biết được. 2 gốc lúc nào cũng lấy chả lửa luôn. Thì tôi phan tiễn bớt tại vì nhiều quá cũng không có nuôi nổi. Vàng nhà tôi phan cũng to lắm, nhỏ lắm chứ không có bự, cho nên là nếu mà trồng 6 cây nó chịu không nổi. Hồi nãy tôi phan quay góc bên này, 2 em nó gần nhau. Tại vì Thư Phan đoán như cái video Thư Phan có quay thì là đực với cái đó của chú anh chị em. Mà giờ Thư Phan thấy nó bộn về thì chưa có thấy hoa đực xuất hiện nha. Thì có thể là cái rồi đó. Hy vọng là có đực có cái. Nếu mà cái không thì cũng ok. Nếu mà ở gần Thư Phan á, tặng cho ông anh, mà nếu mà ông ở gần thì ông có thể qua nhà Thư Phan hái hoa được, hy vọng vậy đi. Chà bá luôn, một cặp mà đã hơi bị đuối nè, quá trời bự luôn, 2 năm tuổi thôi. Cái này mà mình trồng mà giống như bonsai cũng đẹp ha cô chú anh chị em, gốc nó nhìn đẹp ghê á, dã man luôn, thị hụt nãy giờ. Cũng may là Thư Phan xịt nước ướt hồi ta sáng tưới đó, cho nên Thư Phan rút cái rễ nó lên chứ không là mệt dữ lắm luôn, làm không nổi nó đâu, quá trời quá đất luôn. 2 cây nè cô chú anh chị em, bự dã man. Lâu ra sùm xuề luôn. Rồi, soạn cho ông anh mỗi thứ một ít, rau cải hành hẹ, mọi thứ. Giờ để cổng rào chờ ông qua hốt về. Giờ này 8 9 giờ sáng cũng hơi nắng cho nên tôi phải kiếm chỗ mát để hy vọng ông qua sớm để cây được tươi. Nào là lá é rồi mọng tơi rồi nói chung là hầm lằng luôn, đầy đủ không thiếu thứ gì. Súng Thư Phan có súng con nhiều lắm, bông cũng đẹp, chuẩn bị nở hoa rồi. Gốc to chà bá lửa. Em ra cổng rào chờ, ổng qua ổng hốt. Trong cái lúc chờ đợi thì Thư Phan quay cái góc vườn của Thư Phan nè, nên hông vàng đây nó là đẹp hoa cho chú anh chị hoa, em. tự nhiên Thư Phan chưa có vàng nó ở dưới đất mà nó vẫn ra hoa rất là tốt. Thư Phan đang chuẩn bị làm cái vàng lại. Đây là hoa lồng đèn nè cô chú anh chị em. Thì hoa lồng đèn này Thư Phan trồng mới có mấy tháng thôi á, mà nó bung lụa, nó lớn, nó nở hoa mỗi ngày luôn. Rất là dễ thương. Thư Phan đem ra trước Thư Phan trồng đó. Đây là ớt, lá cẩm thạch.
trái tím, nó không phải là ớt cá. Tư Phan cứ tưởng là ớt cá nó giống thôi nhưng mà nó không có phải. Tư Phan có xe hộp với cô chú anh chị em nào rồi đó, thì trồng thử coi nó ra rất là đẹp. Đây là quỳnh chuẩn bị nở nè cô chú anh chị em. Nó sẽ nở sau một ngày thôi hả, nhưng rất là nhanh. Thì mình trồng quỳnh thì Tư Phan không có chăm sóc gì nhiều, Tư Phan thấy nó cũng đơn giản. Nhưng mà Tư Phan nghe nói là nếu mà tưới nước nhiều nó không có hoa, lâu lâu Tư Phan tưới một cái thôi, đất thì khô cằn vậy mà cũng ra hoa nữa, coi như là Tư Phan cũng thành công rồi. Hết kêu là Tư Phan trồng quỳnh xanh rồi á. Tư Phan sẽ chăm sóc cho tụi nó lại, coi sóc này kia để nó nở đồng loạt. Tư Phan nghĩ chắc đẹp cả một cái vườn quỳnh toàn ten. Tư Phan có nguyên một cái bụi quỳnh to lắm, Tư Phan chưa có chiết. Tư Phan mà chiết ra treo chắc khắp vườn luôn á cô chú anh chị em, nó tốt lắm. Nhưng mà có một vài cái nó ra hoa thôi à, có thể mấy cái kia nó còn non, nó chưa có đủ lớn để mà ra hoa. Tư Phan nghe nói là cái cọng của nó phải có gân ở giữa thì mới ra hoa. Tuy nhiên những cái cọng này có gân á thì nhìn nó già lắm cô chú anh chị em, nó giống như nó đổi màu luôn á thì nó lại ra hoa. Còn cái cọng mà xanh tốt thì nó chắc non, nó không có gân cho nên là nó chưa có ra hoa. Tuy nhiên thì cái xịt mà trồng hoa quỳnh ra là vui lắm rồi cô chú anh chị em. Tại vì Tư Phan thấy ở Cali á, mấy anh chị trồng hoa quỳnh đủ màu đẹp dễ sợ luôn, thích thích vô cùng. Tư Phan chỉ thử nghiệm thôi nhưng mà nó ra được mấy hoa như vậy là vui lắm rồi, này lần thứ hai rồi đó cô chú anh chị em, nó ra liên tục hai lần rồi đó. Cái này là sáng Tư Phan chụp kịp mấy cái hoa này nó ra sao, thì mấy hoa kia nó tàn thì hoa này nó ra. Cho nên là nhìn nó đẹp hơn. Đây là hoa súng nè của chú anh chị em. Súng giờ Tư Phan súng con nhiều lắm. Màu này màu đực cam cũng rất là đẹp. Cái lá của nó này cũng hai màu. Súng rất là dễ trồng, Tư Phan thấy nó đơn giản, không có đất, không có nước mà nó sống đó, ra hoa luôn. Thì vườn Tư Phan không có tốt gì bằng rau chua, nó tốt giả mang luôn cô chú anh chị em. Tư Phan có bỏ lên cái video short video đó, nhưng mà bị con ốc ăn hết bụi rồi. Tư Phan dạo một vòng khoe với cô chú anh chị em rau dành tía, thì Tư Phan có một cái video nói về rau dành tía này, nó cao gần bằng Tư Phan luôn á. Tư Phan mến chào cô chú anh chị em nha, một buổi sáng bình yên.